Nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ là của em là giai ung thư giai đoạn 3B. Rồi cố gắng thì nó mới có khả quan, còn bác sĩ cũng không chắc được. Nhưng mà bây giờ là vô thuốc, nhưng mà không biết là cơ thể em chịu chịu quá chất á, thì nó còn đỡ. Còn nếu mà không chịu quá chất mà vô sinh học thì nó không có nằm trong bảo hiểm, thì nó tốn tiền nhiều lắm. Nhất trong xương Nhất nữa, ở trong cái xương, cho trong cái nên là bác tay nữa. sĩ cũng phải cho như xương đợi đợi sợ hơn. Tại sao không đi cái con đường theo học mà Tại lại đi làm lúc công nhân? cha em chết rồi cái không có tiền á, rồi cái em phải đi làm, nghỉ đi làm. Lúc đó em thi đậu hai trường đại học luôn. Dạ em kính chào đến cô chú anh chị. Nhờ cái sự quan tâm, động viên tinh thần của cô chú anh chị nên là tinh thần của bé My hiện tại là bây giờ rất là tốt và rất là ổn định thưa cô chú anh chị. Như ngày hôm nay đó là từ bên nhà trọ đi qua chỗ gội đầu đây cũng rất là xa. Nhưng mà My đi bộ qua anh đây với cái tinh thần mà cũng như là cái sức khỏe vượt trội hơn so với lại hôm trước rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng thông báo cho cô chú anh chị về việc mà bé My với lại Kim sẽ đi về quê. Và ngày hôm qua thì có vô trong bệnh viện, bác sĩ họ đã tư vấn cho lại bé My rồi, thưa cô chú anh chị về cái hướng điều trị. Thì xin mời cô chú anh chị hãy theo dõi hết video nha. Từ bữa lên trên bệnh viện tới giờ là hình như là chưa gội đầu luôn đúng không? Là đợt trước là cũng gội đầu ở bên chị này luôn hả? Anh tưởng là em gội đầu cho My chứ. À, tại vì ngay chỗ cái mục đó đó em hạn chế đụng nước đó, sợ nó bị chốc cái mài ra rồi nó bị chảy mủ nữa. Rồi mấy bữa trước thì ngay chỗ đó nó mới sinh tiết á, là bác sĩ dặn là không được tắm ngay chỗ đó, nó không được đụng nước luôn. Cho nên đi tắm là em tắm cho bé My không à, rồi né cái chỗ đó ra. Vậy là bây giờ gội đầu là cần phải ra ngoài tiệm gội cho nó kiểu mình thấy Dạ cảm thấy an toàn hơn đúng không? dạ tại ở nhà sợ nước nó vô trong Nước chỗ nó đó vô nhiễm trùng á, nhiễm bác sĩ trùng không đúng rồi. cho. Nghe nói là chiều nay về quê hả Kim? Dạ chiều nay em về quê. Thoải mái nhiều hả My? Dạ mấy ngày mới được gọi. Ủa cái tay vẫn còn cái dịnh vậy hoài đó à? dịnh vô ngay chỗ cái ngực, Sợ dính vô cái áo rồi cái gỡ ra chóc mài. Xong rồi. Với lại bợ thoải lên á, mái ha. cái mục đó nó bự quá. Cũng như tiền vậy. 40. Làm như 40. là Cảm ơn chị. làm như là ở nhà người nhà Ngồi đây. đợi em ở dưới dữ lắm phải không? Dạ. Mấy chú đồ điện chừng nào về cho chú hay rồi á. Mấy chú đem đồ ăn qua cho nó. Mà hình như hôm bữa anh nghe mấy cô chú mà tính hỏi là ba của em là cũng mới mất rồi đúng không? Mất 8 Là mấy chú là em của ba hỏi thăm là đợi em về. cùng mẹ khác cha cha em là có một mình, rồi sau đó là nội cưới 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 anh nội cái Dạ, được ạ. thêm mấy người nội mấy con chú cha em thì có mình. Em lên trên đây được bao nhiêu ngày rồi? Chắc cỡ 20 ngày. Lên hôm nhập viện 29 tháng 3, lên ngày 28. Thì toàn bộ là cái quá trình mà em gặp được anh với lại Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi là em kể hết cho bà con dưới hoặc là họ có xem ở dưới hết, họ Có cũng mừng. xem à, có xem thì mừng lắm, mừng nói nhờ có anh rồi nhờ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Tại vì cô chú thì cũng giúp mà đâu có giúp được nhiều đâu, người cho ít vài trăm triệu gì thôi chứ người ta cũng khổ, người ta đâu có giúp mình được. Về dưới thấy thoải mái hơn ha, rồi gặp được người nhà. Về cái thấy hay chắc 23, 24 là em lên lại. Lên trước tặng tới 25 xạ hình xương á, người ta nói là xạ cái đó mệt mệt lắm, lắm, lên trước nên trước nghỉ 25. ngơi. Rồi bây giờ em Kim em dẫn My về nhà trọ ha, Dạ. rồi sau đó thì anh cũng đi qua đó rồi mình nói chuyện thêm về ngày hôm qua bác sĩ họ tư vấn cho mình điều cái hướng điều trị sắp tới như thế nào, với lại cũng có
một khoản tiền anh nhận trong cái kỳ này đó, anh gửi luôn. Tại vì em nãy em nói là tới 24 là còn tầm khoảng hơn 10 ngày nữa mình mới gặp lại thôi, để anh gửi cái khoản tiền luôn ha, để có tiền đi về xe. Đi về xe dịch vụ hay xe đò? Em đi xe đò cho nó đỡ. Xe giường nằm á. Xe giường nằm á anh, rồi lên rồi nằm từ tới sáng rồi tới dưới. Ở Cà Mau hả? Ở huyện nào? Ở huyện Cái Nước. Đây về dưới chắc cũng gần 7 tiếng hả? Dạ, chiều tối. Hơn 7 tiếng tại em đi là tới 3 giờ sáng mới tới nhà. Sáng sáng mới tới dưới. Thôi đi về nhà trọ đi ha, rồi mình nói chuyện tiếp nha. Ổ điện. Đi là phải dìu vậy đó hả? Sợ nó ngã quá. Trời ơi, chăm kỹ quá. Đồ đạc chuẩn bị hết rồi đó ha. Rồi đây là bữa cơm trưa với bữa chiều, cái mình ăn cái mình chìm lên xe ha. Làm như nôn hơn kiểu mà công nhân mà gần tới Tết về nó đúng không? Dạ. Nôn về nhà phải không? Dạ nôn lắm, tại vì về như chắc cũng có cô chú rồi đó. Người ta cũng có coi clip á. Dạ. Người ta có nói gì anh không? Người ta cảm ơn quá trời luôn, người ta nói như anh như là Phật sống vậy đó, cứu giống như cứu em một mạng vậy đó. Rồi người ta cũng cảm ơn, nhờ có Mạnh Thường Quân, người ta nói cũng có duyên dữ lắm thì Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ. Dạ. Em là em có duyên với Mạnh Thường Quân chứ không phải có duyên với anh. Dạ. Không, cũng có duyên với anh mới gặp anh chứ không là cũng không gặp anh. Được anh mới gặp được Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi mấy nay nghỉ ngơi đồ ăn uống sao? Rồi nói cho anh nghe. Mấy nay là em khỏe, đỡ nhiều lắm. Có hôm qua đi vô bệnh viện thì nó mệt. Mỗi lần đi vô bệnh viện nó mệt. Ủa sao không mượn cái xe lăn ngồi đẩy đi mà, Kim? Không phải em bay ngồi chờ lâu quá hết mệt. Ngồi từ chứ mấy tiếng đồng hồ luôn. Ở trong đó bệnh ai cũng như ai nên là mình cũng không có được ưu tiên nha. Dạ. Ừ, đó đó. Rồi nói cho anh nghe đây, bác sĩ nói cho em cái kế hoạch điều trị cho em sau khi mà ngày 24 em vô như thế nào? Hôm qua thì bác sĩ vô thì bác sĩ chuyển em xuống khoa nội là cho em đi xét nghiệm lại từ đầu, xét nghiệm máu rồi xét nghiệm mô, huyết mô vậy đó, để biết em phù hợp với loại thuốc nào. Rồi bác sĩ cũng có nói trước là sau này sẽ chuyển em qua cho ông bác sĩ điều trị cho em. Nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ là của em là giai ung thư giai đoạn 3B. Rồi cố gắng thì nó mới có khả quan, còn bác sĩ cũng không chắc được. Nhưng mà bây giờ là vô thuốc nhưng mà không biết là cơ thể em chịu quá chất thì nó còn đỡ. Còn nếu mà không chịu quá chất mà vô sinh học thì nó không có nằm trong bảo hiểm thì nó tốn tiền nhiều lắm. Sinh học đó là bao nhiêu tiền em? Em cũng không biết, bác sĩ chỉ nói vậy thôi à. Còn chưa có gặp ông bác sĩ kia mới... Vậy là bắt đầu ngày 24 là vô là bắt đầu là sẽ có... Không phải là sẽ có mà vô đánh thuốc. Vô thuốc, nếu mà vô thuốc không nổi thì phải vô thuốc sinh học. Dạ, bây giờ người ta kiểm tra máu á, coi là máu phù hợp với cái hóa chất nào nữa. Rồi bác sĩ nói nếu như mà trong lúc mà đang truyền mà thiếu máu là phải bắt đầu mua máu, vô máu nữa. Cái đó là nó cũng không có nằm trong bảo hiểm nữa. Vậy là từ giờ cho tới mà khi mà tới ngày 24 em lên á, là em phải nằm trong gọi là cái thuộc là phải là chăm sóc đặc biệt cho em khỏe. Để mà lên là em mà em vô thuốc đó. À, bác sĩ cũng có dặn về gán ăn uống đồ. Vô đặng có sức khỏe nhiều thì mới vô thuốc được. Còn không thì người ta cũng hẹn lại. Thực sự là em khỏe hơn những lúc mà anh gặp em. Nhưng mà đối với người khỏe là em hoàn toàn là... Chỉ anh chỉ coi như cơ thể như mình so sánh là khoảng 30 thôi. Ha. Dạ, cái chân em nó cũng yếu đi. Ừ. Vấn đề là vẫn còn thiếu máu nè, xanh. À, còn xanh rất là nhiều ha. Nhà em ăn có một lần, có một cử một. Không nấu cháo bò đồ vô cho mi ăn. Ăn bò. Vậy hả? Mình không có. Có ăn sầu riết, em có chiều nào em cũng đi ra ngoài đó em mua sầu riết cho bé mi ăn để cho có máu. 25 là vô là xả hình xương.
xong rồi mới gặp cái bác sĩ đó, 1 giờ mới lên gặp cái ông bác sĩ đó. Là cái ông bác sĩ điều trị cho em á. Hẹn là gặp ngay bác sĩ điều trị. Ông bác sĩ. Vậy ta từ bữa tới giờ là gặp chưa phải là bác chưa sĩ. Chưa phải luôn. Cái đó là em nhập khoa ngoại 5, còn bây giờ em chuyển xuống khoa nội 4 rồi. Tới ngày 25 là đi xạ xong rồi 1 giờ là gặp bác sĩ đó, là bác sĩ đó nó mới cho mình biết là vô thuốc nào. Cũng cầu mong là bác sĩ cho vô quá chất ghẻ ghẻ thôi. Cái vô sinh học. Sinh học chắc đuối lắm. Sinh học cái chị kia là tới mấy trăm triệu rồi đó. Em nghe mọi người nói là vô sinh học là khoảng 200 mấy, là 300 triệu mới đủ tiền. Không có nằm trong bảo hiểm. Ở đây họ để cái chuẩn đoán mới nhất của bé My đó là ung thư vú phải T4N2M0 giai đoạn 3B, mở ngoặc là C50. Kích thước nó bự. U ác tính. Xâm nhiễm. Xâm nhiễm da luôn. Em sinh năm 92 hả? Dạ. Cái này là bác sĩ dặn là trong khoảng thời gian chờ đợi là uống thuốc đỡ nhất là thuốc giảm đau, uống theo bác sĩ, rồi ngoài ra thì mình không có được sử dụng được cái loại gì thuốc nào khác hết á, sợ là sau này nó bị kháng, nhưng mà cái quá chất cái kháng thuốc mà bệnh viện đưa nên là không có được sử dụng thuốc khác ngoài cái to của bác sĩ cho. Tính gan kim rành chứ hả? Thông minh chứ à, có nghĩa là bác sĩ tư vấn làm sao rồi cái gì là nói cái là nhớ nó hết học à. Kế toán mà anh, nó cao đẳng kế toán à. Cao đẳng kế toán hả? Hèn chi. Em thì học sư phạm. Nói ra cái gì là rành rẽ hết à. Em là sư phạm, đây là kế em toán. Rồi, giống như mầm non á, nó thì nó học kế toán. Tại sao không đi cái con đường theo học mà lại đi làm công nhân? Em chết rồi cái không có tiền á, rồi cái em phải đi làm, nghỉ đi làm. Lúc đó em thi đậu hai trường đại học luôn. Thi đậu hai trường đại học luôn? Dạ, trường đại học sư phạm ở Sài Gòn, chỗ Nguyễn Văn Cừ là trường đại học sư phạm đó, với em thi đậu quản lý tài nguyên môi trường là hai trường. Rồi, giỏi nha. Rồi cái lúc đó cha em chết rồi cái nghỉ đi. Cha em mất. Cha em mất. Cha em mất rồi cái nghỉ đi làm, đi học rồi đi làm. Tại lúc đó còn nuôi em gái đi học nữa. Hiện tại là em gái em là đang học gì? Dạ, nó cũng học sư phạm ở đó luôn, sư phạm Ngư Giang. Rồi giờ chuẩn bị ra trường chưa? Năm nay nữa là năm sau chắc ra trường. Dạy chắc dạy ở trên này luôn. Tại vì học cái đó là trường nuôi luôn á, không có tốn tiền á, rồi nên là phải dạy ở cho trường đó luôn. Rồi sẵn đây cho anh với mọi người xem là cái chỗ cái u à. Dạ. Coi bây giờ cho đến ngày 24 á thì cái chỗ hôm bữa bác sĩ chọc kim vô á. Nó lở sao em thấy nó lở lở ra thấy ghê không? Nó nổi mụn như lở ra vậy. Cái này bữa nay nó bự ghê. Bên đây là chỗ chọc kim của hổm, bữa nay nó bự ra, nó bự cả vô cái tay. Cả vô bốn đứa. Anh nãy anh tưởng anh mấy em đắp cái gì chứ không phải đắp đâu. Đó là cái mài của nó, bởi vì nãy em nói nó chảy đâu em dám tắm, cô không dám tắm nó đây. Nó chảy ra xong rồi cái đừng sợ tắm nước nó vô rồi cái nó bị bong cái này ra rồi là nó chảy nước ha. Này xuống này nước chảy. Bữa chảy nước khổ lắm, nó ướt nhẹp cái áo hoài à. Nó đau đó. Hiện tại bây giờ cho với lại so sánh mấy tuần trước nó như thế nào em? Bây giờ thì cái nó bự nó sạch hơn rồi, thì nó có thêm mấy cái mài này chứ hồi trước nó bóng nó không có gì hết. Không, ý anh nói là cái sức khỏe đó như thế nào, nó có đau nhiều không hay là nó đau ít hơn so với hôm bữa? Nhức lắm anh, nói chung là bây giờ nó không, em uống thuốc đó, uống thuốc này nó chắc nó chịu, nó không có còn nhức đầu mệt nữa, nhưng mà nó nhức cái mụn nó nhức vậy đó. Nhức qua bên này, nhức qua bên cái tai đau. Nhiều khi mình muốn giúp mà mình không dám nữa. Đi lên trên xe nói với lại mấy cái anh bác tài với mấy anh lơ xe rồi đó. Dạ. Thì nói là mình đang có vấn đề vậy vậy đó thì cái xe mình đó em đi mà bị bệnh ung thư là người ta không có tính tiền vé cho em. Với lại người ta miễn phí, người ta cho em ghế đầu luôn. Là em đã đặt, em đã nói luôn rồi. Dạ. Hả? Cái xe đó có giấy tờ là người ta cho. Là người ta cho mình lên. Xe đó là ở họ chạy xe khách. Dạ. Họ sẽ đò thôi. Dạ. Nhưng mà mình nói là mình bị ung thư. Dạ. Là họ sẽ không lấy tiền vé. Dạ. Mà thậm chí là còn ưu hỗ trợ nữa, ưu tiên nữa.
Mới xe đó là xe nhà, dạ, xe nhà gì? Xe Hảo anh. Nhà xe Hảo á, là hôm bữa em lên cũng không có lấy tiền xe. Là ở huyện hay là ở thành phố Cà Mau em? Xe đó đó. Dạ, xe đó thì chạy tuyến 5 căn. 5 căn. Thành phố Hồ Chí Minh nó có nhiều tuyến. À. Coi người bị bệnh gì nữa là giảm tiền nữa. Có nhiều loại nhiều. Dễ thương như vậy. Bệnh thận hay bệnh gì đó. Nói chung phải ung thư mà miễn sao mình đưa giấy bệnh ra. Dạ. À, họ cảm thấy là bệnh họ, gì là họ cảm thấy họ họ giảm hoặc là họ miễn phí thì họ sẽ làm. Ừ, dễ thương quá ha, mới nghe. Sẵn đây cũng cảm ơn cái nhà xe đó ha, dạ. Nhà xe Hảo ở dưới Cà Mau đã hỗ trợ cho bà con của mình, đặc biệt là người dân ở Cà Mau, người dân quê hương. Chắc nhà xe đó là cũng dân Cà Mau đúng không? Tại vì thấy có bến ở Cà Mau. Ừ, dễ thương ha. Rồi bác sĩ nói là sắp tới là nếu mà em không có vô hóa chất được mà em vô sinh học, em có lo không? Dạ lo. Lo em đầu giấy, ha. Em với Kim giấy vô hóa chất cho ghẻ ghẻ thôi. Ừ. Mà bác sĩ nói không biết được, tại bác sĩ phải kiểm tra máu rồi, kiểm tra huyết mô gì đó rồi xong rồi mới quyết định được. Thì họ sẽ chỉ họ cũng không có làm gì được ngoài cái những cái xét nghiệm thôi, dạ. Xét nghiệm như thế nào thì họ đi theo cái lộ trình như vậy thôi. Dạ. Bác sĩ nó không phải muốn là được, không phải muốn ghẻ là được, hoặc là muốn mắc cũng không được. Về phần giấy tờ, ví dụ như là bảo hiểm em cũng đã có rồi. Dạ. Giấy chuyển tuyến có chưa? Dạ có. Ồ, chuyển tuyến có rồi luôn, dạ. Đó hả? Hồi lúc lên là em có xin giấy chuyển tuyến sẵn, tại em có nhờ một số người tư vấn cái cách mà lên đây. Mình đã chuẩn bị luôn rồi ha. Dạ. Lỡ mà họ có kêu nhập viện thì mình cũng có giấy chuyển tuyến rồi. Dạ. Giấy chuyển tuyến với bảo hiểm. Để anh cũng tranh thủ thời gian, anh cũng nói với lại hai đứa như thế này nha. Rồi ngày 24-25 gì đó lên trở lại đây. Rồi thêm một lần xét nghiệm hay kết quả gì đó. Rồi bắt đầu họ sẽ cho mình phát đồ để mà phô thuốc ha. Anh cũng mong sao là trong cái thời gian mà em về quê thì em ăn uống nghỉ ngơi rồi theo cái hướng dẫn của bác sĩ đó, cho nó khỏe, nó hợp lý. Rồi lên trên đây đánh thuốc cho nó dễ dàng ha. Chứ không gặp rắc rối những cái việc mà vô thuốc sinh học rồi vô máu rồi đó ha, tốn tiền và nằm tiền thì là cái đó là nằm ở ngoài danh mục tất cả ha. Sợ mình tốn tiền đó, mình đi theo cái đường đó mình đi không nổi đâu. Còn vô thuốc rồi bây giờ em cũng có bảo hiểm thì cũng đỡ, trừ vô hóa chất thì nó ghẻ. Để tiếp thêm động lực cho bé My. À, ngày hôm nay thì anh gửi thêm một cái khoản tiền từ phía Mạnh Thường Quân trong cái kỳ này cho em. Coi như là cái khoản tiền này đó là về em ăn uống bổ sung vô, rồi thuốc thang rồi vô, mua bông gạc rồi đó ha. Các thứ miễn sao mà nó liên quan tới sức khỏe của em nha. Yeah. Để anh đọc tên một khoản tiền chứ mà đợi tới... Rồi tới cái ngày 24-25 là quá lâu rồi. Mất công anh thì anh không có thích giữ tiền của người khác. Ở đây là thứ nhất là chị Mỹ ở Cần Thơ là 500.000. Thứ hai là anh Nguyễn Tấn Hòa là 1 triệu. Thứ ba là chị Lâm Thị Hạnh ở quận 3 500.000. Thứ tư là anh Phước ở Vĩnh Long 200.000. Thứ năm là bạn bên Úc của chị Trọng là 3.2 triệu. Và cuối cùng thứ sáu là cô Yến Nguyễn ở Long An là 500.000. Tổng cộng là 5.9 triệu. Đây, anh gửi nè. Em đếm giùm anh 5.9 triệu này. Xong em cảm ơn giùm anh đi. Dạ, yeah. Dạ thì em cũng cảm ơn anh Sinh, cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn mấy cô chú, các cô chú, anh chị để thương, để giúp đỡ cho em, giúp đỡ nhiều cho em. Mà em cũng không biết nói sao hết. Dạ, thì em cũng thay mặt với My là em cảm ơn anh Sinh, cảm ơn chương trình, cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các cô chú bác, anh chị gần xa đã gửi cho tụi em những phần quà cũng như những lời chúc đến với tụi em. Thì tụi em xin hứa là tụi em về, tụi em sẽ bồi bổ đồ thật là tốt để lên đây có thể mà thực hiện được những theo các bước của bác sĩ. Đúng rồi. Thế là dạ, cũng không phụ lòng của mọi người, em sẽ cố gắng mọi người
cố gắng cái tinh thần mà mọi người đã ủng hộ cho tụi em. Trong cái thời gian này là không có tiết kiệm được nha, về sức khỏe của mình đó. Ăn uống rồi vô rồi. Em tiết kiệm thôi thì bé My thì nó bồi bổ. Hồi nãy là em có nói là bác sĩ họ có nói là những cái thịt tươi hoặc là những cái thịt động vật rồi đó thì mình cũng hạn chế, nên là cũng tìm hiểu thêm ha. Yeah. À, mình nên ăn cái gì để mà bổ sung vô rồi để mà đủ máu rồi đó ha, chứ để mà lên thiếu máu rồi là... Kim trong cái kỳ này là vô thuốc là bao nhiêu lần Kim? Dạ thì chưa có được vô thuốc nhưng mà có chích cản quang rồi á, chích cản quang để chụp cắt lớp mà sao cả. Ý là nó là ngày hai mấy tay lên lại đó, là bác sĩ có nói nếu mà mình được vô thuốc hóa trị đó là vô bao nhiêu to không? Chưa, đợi tới 1 giờ gặp ông đó. Dạ, ông xong rồi tới đúng giờ hẹn mình lên mình gặp bác sĩ thì lúc đó bác sĩ sẽ tư vấn. Ông mới tư vấn. Phải có cái kết quả cái huyết mô hôm qua em mới làm đó. Hôm qua em hút máu á. Thì người ta mới cho mình cái liệu trình hóa chất gì rồi bao nhiêu mũi đi to vậy đó. Giấy xét nghiệm hóa chất bình thường đi. Đừng có sinh học. Hình như là anh thấy em làm như là kiểu hôm nay là mặt bị tái sắc hơn nhiều hôm bữa nó nhạt 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 nhiều quá. Hôm bữa không có chóng mặt mà nó nhức ngủ tới gần 3-4 giờ rồi 5-6-5 giờ em mới ngủ được. Cho nên em sáng em không dám dậy sớm làm gì hết, em nằm im ru rồi, em dậy em cũng nằm im ru rồi để cho nó ngủ. Giờ đó mới ngủ được chứ tối là nó hành lắm. Tới 1-2 giờ khuya chưa ngủ được. À, nó nhức mà nó nhức cái tai này nữa. Nhức trong xương nữa. Nhức ở trong cái xương, trong cái tai. Bác sĩ cũng đi trong xương, đợi sợ hình. Rồi không mở máy lạnh ngủ, máy lạnh nó cũng nhức luôn. Phải mở quạt lại. Bữa nay nó nhức cái tai nhiều. Nhức cái cục u á. Từ nãy thì cũng có tâm sự với lại My với lại Kim về việc chỗ ở của hai đứa ở dưới quê. Thực ra là hai đứa là ở sát nhà của mẹ. Rồi hồi nãy nói là có căn nhà tạm đó hả? Là hai đứa là ra riêng ở ngoài đó, đúng không? Dạ. Chị bằng ổ chuột đó. Ổ chuột hả? Cũng không phải ổ chuột chị mấy. Cũng cách ok lắm, mình cũng được lắm. Thì tại sao anh hỏi vậy á, thì anh nói là tại vì trên kênh của anh á rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn gọi điện đến, đặc biệt là ở dưới Cà Mau. Thì anh nói ví dụ như anh có dịp mà anh đi xuống Cà Mau á, anh thăm những hoàn cảnh khó khăn đó, rồi anh cũng có cái chủ đích là anh cũng xuống biết để cái chỗ ở của hai đứa đó. Dạ. Anh xuống lúc nào cũng được hết á. Có nghĩa là từ khi mà em bệnh hồi tháng 7, tháng 8 á, lúc đó ý là mấy em đang làm trên Bình Dương rồi. Yeah. My là bị bệnh xong mới đi ngược đi về dưới để mà nghỉ ngơi Cà Mau, nghỉ ngơi bị trị bệnh thôi chứ. Đáng lẽ là tụi em là mưu sinh là đi ở Bình Dương, ở Bình Dương làm công ty ở Bình Dương. Rồi đợt này là về ở cái căn nhà đó. Dạ. Vậy cũng được, thì có Kim chăm sóc cho em thì thấy cũng được. Nhưng mà nếu mà anh không có hứa trước nha, ví dụ như anh có sắp xếp được, anh nếu mà có đi cái hướng về dưới nhà đó thì anh sẽ ghé để mà anh quay cho mọi người coi về chỗ ở của mấy đứa. Dạ. Ở dưới là ở huyện nào? Em ở huyện Cái Nước. Toàn bộ là sự việc là với lại bệnh tình của em anh quay mấy ngày nay là toàn bộ là dưới bà con họ có xem hết luôn. Dạ. Kể cả là người nhà của mình hết luôn. Hàng xóm ta cũng xem hết rồi. Anh xin hay chương trình hay là mạnh thường quân nào muốn ghé nhà em chơi? Ghé cũng được. Ghé cũng được. Rồi nếu mà anh lên lịch được thì ví dụ như ngoài anh ra thì ai mà muốn đi đó thì anh sẽ sắp xếp và đi chung ha. Dạ. Những người mà muốn biết về gì. Tại cũng dễ đi lắm, đi thẳng từ Cà Mau đi thẳng hoài là tới huyện, ngay huyện luôn. Ngay quốc lộ xong rồi vô hẻm chút rồi tới. Dễ đi lắm. Thôi hai đứa nghỉ ngơi nha. Hai đứa nghỉ ngơi rồi anh sẽ... Giờ tới lễ thì chắc hả có lẽ là không xuống được, để coi sắp xếp giờ cho tới ngày 24-25 nếu mà anh xuống được anh xuống. Dạ. Còn mấy phải qua lễ rồi là có nghĩa là phải gặp tụi em lại ở trên đây rồi chắc là đợt sau nữa, đợt sau khi mà em vô thuốc hay gì đó ha. Dạ. Rồi anh tắt máy ở đây nha, hai đứa nghỉ ngơi rồi. Dạ. Chiều nay rồi sắp xếp hành lý rồi về dưới
Cà Mau bà con rồi đang đợi dưới ha. Dạ. Chắc mừng lắm. Có gì kể cho anh nghe nha. Dạ. Có gì cứ điện thoại. Có gì em điện thoại. Rồi anh tắt máy nha. Dạ. Ở đây cô chú anh chị. À, hồi trưa này em có nói là chắc là không có gặp lại hai đứa để mà chào từ biệt. Mà chiều bữa nay em đi xuống với bệnh viện Bú á, rồi em mới gặp hai đứa đây. Bây giờ đi xe đi ra ngoài bến xe để mà về lại Cà Mau nè. Có cái ba lô đó đó. Mình bị đau á, mình nói ảnh chạy từ từ thôi. Kéo bến xe miền Tây hả Kim? Dạ, xe Thảo gần bến xe miền Tây hả? À. Thôi về đi rồi mai mốt gặp lại. Được cái chỗ nhà xe họ ưu tiên cho người bệnh với lại các bệnh nhân bị bệnh ung thư, những hoàn cảnh khó khăn nữa cô chú anh chị, thì cũng đỡ về cái phần đó. Em có dặn hai đứa là về tới dưới rồi gọi điện cho em. À, nếu mà có thời gian thì sẽ xuống với tận nhà của em My để mà quay cho cô chú anh chị biết về cái chỗ ở của hai em ha cô chú anh chị. Trước khi kết thúc cái video ở đây, em gặp lại hai mẹ con của cháu Đạt với ở đây cô chú anh chị. Hiện tại là hai mẹ con đang ở bên nhà chị Bình đúng không? À, rồi khi nào vô lại trong bệnh viện? 22 tháng 4. Dạ, 22 tháng 4 ha. Mấy nay con có khỏe không? Lâu lâu. Nãy giờ đi mua mình thấy cho ăn mà đây dần dần cái cục nó đau. Cái đường nó dần dần. Dạ. Rồi bây, cuối cùng không có mua gì hả? Mình thấy mua mình này chút đưa về. Dạ. Ở bên nhà chị Bình là chị ở trên lầu hay là trần trệt? Ở dưới. Ở dưới ha. Thôi hai mẹ con vô nhà chị Bình đi, rồi để qua tuần rồi em sắp xếp rồi em gặp lại ha. Đây một cái trường hợp mà em có chia sẻ cách đây hơn một tuần, trường hợp của cháu Đạt có những cái khối u ở bụng. Sau khi mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cháu Đạt đó rồi cũng đưa vô cấp cứu ở bệnh viện Ung Bướu, bây giờ là cũng đỡ. Và cũng tiếp tục là sẽ điều trị tại bệnh viện Ung Bướu. Riêng về những cái khoản của cháu Đạt đó thì chắc là khoảng qua đầu tuần em sẽ trao cho cháu Đạt để mà có tiền để mà tiếp tục điều trị tại bệnh viện Ung Bướu. Thôi thì em xin phép là em cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Riêng trường hợp của bé My đó thì thật sự là thay mặt cho gia đình cũng cảm ơn đến cô chú anh chị các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với trên kênh GoFood và hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là cái trường hợp của bé My tạm thời đã được sự giúp đỡ và vượt qua những cái giai đoạn khó khăn trước mắt, và sau này còn những cái giai đoạn ví dụ như là điều trị và những cái khoản khác nữa. Cũng cầu mong là những cái điều may mắn đến với bé My, và chúc cho bé My với lại Kim được mãi mãi bên nhau và hạnh phúc ha cô chú anh chị. Em xin phép được kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại.